Và tiếp theo cô trò mình sẽ cùng nhau học nội dung ngữ pháp thứ hai của unit toán, đó là về future simple, đó là tương lai đơn các con nhá. Ok, thì tương lai thì nó rất là dễ hơn nhiều so với cả là thì cái đơn hôm trước mình đã học rồi. Đó là tương lai đơn là những cái việc mà diễn tả cái hành động mà xảy ra ở trong tương lai. Nó diễn ra một cách đơn giản nhất, giả sử khi cô nói rằng là tôi sẽ đi thăm bạn, tôi sẽ giúp đỡ bạn, đúng không? Đó là những cái việc mà mình sẽ nói rằng nó sẽ xảy ra ở trong tương lai đơn một cách đơn giản nhất, được chưa? Ok, vậy cách dùng sẽ ghi như sau. Cách dùng nhá, rất là ngắn gọn thôi, thì nó không có gì phức tạp cả. Diễn tả việc xảy ra ở trong tương lai, việc xảy ra trong tương lai, tất cả sẽ biết ít đi, để không cần biết quá dài dòng. Xảy ra ở trong tương lai, trong tương lai. À, và cô có một ví dụ cho con nhé. For example, yeah. He will come back tomorrow. Ok, và cô cho mình đi phân tích câu, chúng ta cùng nhau đến phần cấu trúc luôn. Chủ ngữ này, cộng với will này, cộng với gì nhỉ? Động từ, phía sau còn lại những phần phía sau. Được rồi. Và mình sẽ lưu ý cho cô luôn một điều quan trọng, đó là tất cả động từ đứng bên sau will đều sẽ không chia các con nhé. Động từ sau will sẽ không chia. Ok, mình sẽ có là động từ này là động từ nguyên thể. Rồi, đây là câu khẳng định luôn. Và sang câu phủ định là như thế nào? Sang câu phủ định và theo quy tắc là thêm not vào trong câu, đúng không? Và not thêm luôn cho cô vào sau từ will, và mình sẽ có là chủ ngữ này. Will not sẽ thành là, ok, tắt luôn, là won't, cộng verb infinitive, yeah, ok. Sang câu hỏi, sẽ đảo will lên đầu câu. Động từ nguyên thể không chưa? Dấu hỏi chấm, đúng thì nói là yes. Nào, hỏi là will cộng với chủ ngữ thì trả lời sẽ là chủ ngữ cộng với will, đúng không? Chủ ngữ, tất cả các chủ ngữ đều là như vậy hết thì không có sự phân biệt nào cả. No. Chủ ngữ là won't. Vậy là mình thấy không nhỉ? Thì tương lai đơn thì cấu trúc nó rất là dễ hơn hẳn so với cả thì hiện tại đơn. Mình sẽ không có sự phân biệt là động từ này đi với chủ ngữ này thì sẽ khác nhau như thế nào, không có. Bởi vì tất cả đều cộng với chủ ngữ và will và động từ sẽ là không chia các con nhé. Ok, đơn giản hơn rất là nhiều. Rồi, bây giờ cô cho mình sang phần nội dung thứ ba của Unit 1 phần ngữ pháp. Mình sẽ có cách sử dụng sau một số động từ chỉ về cái niềm yêu thích hay sở thích. Mình sẽ có những động từ sau. Mình sẽ có này, like là gì nhỉ? Love, enjoy. Phần số 3 mình sẽ học là sau những động từ này thì còn một động từ khác, thì động từ đó sẽ có dạng như thế nào. Cô giả sử cô nói rằng như sau. She like. Ok, she like chủ ngữ này, động từ sẽ được thêm gì nhỉ? Động từ đi với she thêm sc đúng không? Đó là she likes, ok. She likes. Cô nói là cô ấy thích xem TV. Watch. Ok, TV. Nào, ok, mình có câu này này. Likes đi với she phải thêm sc vào đúng không? Mình sẽ có là ok. Chủ ngữ she likes watch. Câu này mình có hai động từ lần đúng không? Hai động từ liền. Một từ động từ là likes, một động từ là watch. Vậy trong trường hợp này, động từ watch đi với cả likes, mình sẽ phải làm như thế nào đây? Theo quy tắc mình sẽ có là động từ đứng sau các từ chỉ sở thích như là like, love, enjoy. Được chưa? Động từ watch phía sau sẽ thêm cho cô đưa in vào. Mình sẽ có là watching, she likes watching TV. Ok, vậy ở đây cô cho chúng ta cùng nhau đúc kết lại kết luận như sau. Có chủ ngữ này, đúng không? Có like, love, enjoy. Và like, love, enjoy này sẽ tùy theo và mình sẽ chia cho phù hợp với chủ ngữ này. Chủ ngữ là số ít thì sẽ thêm sc vào sau những từ đó, được chưa? Còn chủ ngữ là số nhiều thì mình sẽ để nguyên si. Đó, các em sẽ tùy cơ mến con nhé, cô không quá là ghi chi tiết ở trên này. Rồi, nhưng vấn đề là động từ đứng sau những từ này thì sẽ là thêm cho cô đôi vơ in vào. Được chưa các con? Ok, rồi. Đây là ví dụ rồi nhá, cứ nhắc lại nữa.
Nhưng trường hợp thứ hai, nghĩa ngược lại của like, love, enjoy thì sao? Tức là trái với cô, trái với thích sẽ là không thích đúng không? Rồi, sẽ có là hate hoặc là dislike. Dislike. Ok. Những từ hai từ này thì trái với ba từ bên trên nhé, là không thích và ghét á. Thì động từ phía sau á cũng sẽ là thêm đôi in cho cô. Được chưa con? Cô nói luôn, cô ấy thích xem tivi nhưng mà her brother lại ghét xem tivi chẳng hạn, sẽ là hate, cũng chia đúng không? Her brother là số ít thì sẽ là hate. Hate watching TV. À, anh trai cô ấy thì ghét xem tivi. Được chưa con? Ok, rồi. Vậy là cô trò mình và cùng nhau học xong nội dung ngữ pháp thứ ba trong bài số 1 của chương trình kênh lớp 7 cơ bản. Tuy nhiên thì chúng ta cùng nhau xem lại mình cần thiếu cái gì không, có bổ sung nốt nhé. Ok, như ở phần future simple này cô đã thấy nó quá đơn giản nên là cô quên mất luôn cả cái phần dấu hiệu nhận biết rồi. Nhưng qua một chút nhé, cô xin lỗi một chút là mình đã quên mất cái phần dấu hiệu nhận biết. Để cô viết vào đây, cho con phải ghi vào cho cô dấu hiệu nhận biết đi. Dấu hiệu nhận biết của thành viên slider vì nó quá đơn giản luôn đúng không nào. Mình sẽ gặp những từ như là đây, tomorrow. Tomorrow là ngày mai đúng không? Hay là next. Next cộng với cả thời gian trong tương lai, giả sử như là next cộng với thời gian trong tương lai, giả sử cô có là next month, tháng tới, đúng không con? Ok. Hay là next year, năm tới. Đó, ví dụ như vậy. Hoặc là in cộng với thời gian, sử cô có nhé, in 2 days, có nghĩa là trong vòng 2 ngày nữa các con nhé. In cộng thời gian dịch là trong vòng bao nhiêu lâu nữa, giả sử in 2 days là trong vòng 2 ngày nữa. Được chưa con? Ok rồi, vậy đây là những cái dấu hiệu nhận biết cơ bản của thành viên lai đơn. Vậy là cô trò mình cùng nhau hoàn thành hết những phần kiến thức quan trọng về ngữ pháp ở trong bài số 1 của chương trình tranh lớp 7 cơ bản theo chương trình của bộ giáo dục rồi. Và cô hy vọng là với phần kiến thức hệ thống cô giảng cho con đầy đủ và chi tiết từng bài một về ngữ pháp theo chương trình cơ bản của bộ giáo dục thì giúp con có thể học tập tốt phần ở trên trường cũng như là nắm chắc những phần kiến thức về ngữ pháp. Ok, và cô hy vọng là đầu tiên là các con học được tốt phần bài ngày học hôm nay và áp dụng và làm bài cho cô ở phía bên dưới. Ok, và tiếp theo là cô rất là mong muốn là cô trò mình sẽ được gặp lại nhau trong bài tiếp theo. And now it's time to say goodbye and see you next time. Bye bye.